Bên hàng thật điếp quá thiết bị ở cổ hẹn phải vận động thì Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Phải vận động đại giúp tỉnh Hà Giang đã chống bắt đại những kết quả đáng chậm. Phải vận động đã thực sự tác động đầy bạc thằng trang ghế cùng một mùi hành động của cán bộ đảng viên cùng một mùi cân dân. Lại doanh nghiệp lại đến sản xuất cùng một phân phối dịch vụ chắc đầy đủ đến 50 trách nhiệm quốc là để việc toàn hành phải vận động. Tương hành tương và ô thủ chất đường lên cạnh tranh mới lên lông hàng là hạt óc, tổ cón để khai thân bực cật thực. Đã từ hưng đoàn xá, quán khai hàng đỉnh máy tân diệu tổ tham thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Đã bần địa chỉ đảng thiết điếp và lại cần khách đa quyền, xa thân tử thẩm lại đủ của hàng đình đạ. Từ điều hòa, tu đảnh, quạt, thay điện, bóng đèn đầy Việt Nam hẹn óc, lúc giờ cũng đến đơn đã dừng đủ của để chọn thử tổ cón. Vì đề bầu vá, hạ thân chất đường, giá khai, cùng hạp để cần thử, các để cần thử thiết điếp. Qua rất nhiều thời gian sử dụng hàng Việt Nam thì tôi cảm nhận thấy là quá lai pi dùng hàng Việt Nam, khoai han hàng Việt Nam loại chất lượng, giá khai cùng hạp đến điều kiện kinh tế của cần Việt Nam. Dân Việt Nam theo như cái cảm nhận của tôi là một người tiêu dùng ấy, thì trong những năm khoai han lai pi sản này bố má này đồng hàng của Việt Nam nên loại bắt hạ chất lượng cũng đầy bạc, cấp giá khai cùng hạp đến điều kiện cũng cần sản một khoai rất là vừa túi tiền đối với lại những người tiêu dùng như chúng tôi. Hạt nghề buôn bản điện máy điện lạnh đa sở thông tin pin này chú thị trấn Yên Bình. Á Lê Thị Diệu chủ quán khai hàng điện máy Tân Diệu lần đẻ lại pizza này nhu cầu thử để đông đô điện của cân dân văn càng lại khẩn cấp thân xa thử để đông hàng để Việt Nam hẹn óc hay để đông hàng Việt Nam liên doanh để lại nước táng hẹn óc lý do đẻ chất đường của lại đông hàng Việt Nam hẹn óc nên biết thua kém toang so với lại đông hàng để thử từ lại nước táng bạc mà giá khai cũng đẻ hơn. Em chủ yếu là kinh doanh các cái mặt hàng của Việt Nam mình là chính. Và cái đơn khoản chủ yếu để khai lên đồng hàng Việt Nam hẹn óc do lên lan đồng hàng chất đường cấp tặng thiết tiếp. Dù lè rút quyền các biên giới, song đơn khoản vân nhập chủ yếu lên đồng hàng của Việt Nam bạc khải. Mì lại cần khách thân từ hàng đơn đẻ, từ hàng Trung Quốc bị bảo hành để biết đẩy bằng hàng Việt Nam. Về cái chất lượng này cũng như là về cái khâu bảo hành, đấy nó rất là lâu không như là bên Việt Nam mình. Vậy vẫn hết đây bạc phải vận động. Các Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đà lúc đang bán ốc dịch bệnh COVID tiếp cầu phức tạp. Đã thời gian quá, Sở Công Thương Hà Giang đã tham mưu hỏi tỉnh ốc cơ chế chính sách, chống điều kiện và lại cơ sở khế quản mở hết ốc đại lồng hàng. Quá này, hơn lại doanh nghiệp cùng mò lại đơn sản xuất tiêu thụ công nghiệp lại bản nghề, chống ngân khẩu từ máy móc hiện đại. Lần điều đầu bị theo chân lịch thông tiếp, Sở Công Thương đã có hành tiếp hạt đề án khuyến công để tăng lành ngân hừa lệ sản thông tỷ có bắc triệu. Hứa hẳn lại doanh nghiệp xúc tiến thương mại khách quảng thị trường đạt Đức, lần cháo khai óc hội chợ hàng Việt Nam chủ đại tăng tỉnh. Chống điều kiện đầy bạc hẳn lại doanh nghiệp, ông đại đồng hàng Việt Nam thân đến lại bản đảng, cùng mò tài quán phân phối. Đang hẳn quay thân việc chống mặt tiền, cùng mò chiếc bê quảng đại đồng hàng bị tỉnh quốc tỉnh, mò mắc cam, chè sản tuyết, ngọt thẳng bạc hà, nửa mò khô, măng hồng bị bị hối hay khẩu xa rủi. Năm nay thì Sở Công Thương sẽ dự kiến sẽ tổ chức 4 phiên chợ đưa hàng Việt Nam đại, Sở Công Thương án sẽ khai óc thì đang chờ ông hàng Việt Nam thần đấy lại bàn làng. Hà thương đại sẽ đặt khai óc đầy thòng viện. Vững đã nói việc vận ông hàng Việt Nam thần đấy lại bàn làng quốc tỉnh lê Sở Công Thương sẽ tham mưu hợp ủy ban nhân dân tỉnh. Khai óc hội nghị xúc tiến hứa khai để đồng hàng nông sản quốc tỉnh. Sở Công Thương sẽ cùng với các sở ngành sẽ tham mưu cho ủy ban tỉnh. Khen đến việc tăng cường quản lý nhà nước mở lĩnh vực thương mại và hành đầy mạc về vận động. Sở Công Thương đã bảo đến đại cơ quan chuyên môn đã được đường chức đăng hát đầy bạc việc bảo vệ quyền đời cũng cần thử dụng. Hát đầy hà việc kiểm tra kiểm soát quản lý thị trường, đảm bảo một việc buôn khai lên đồng hàng, đáp ứng đầy bạc đại đồng hàng phục vụ tơi thỏng cũng cần thử. Sở đi bèn nhưng cần giờ vi phạm việc đàn giá khai, buôn khai lên đồng hàng giả, hàng kẹp chất lượng, hay gắm lên đồng hàng thân đúc khẩn giá để chứng áo ốc khai. Nhất để khai lên đồng hàng biết chắc đỏ thì giờ hẹn ốc hay biết nộp thuế. Lực lượng quản lý thị trường đã tăng cường kiểm tra. Lực lượng quản lý thị trường đã hết đầy mạc việc kiểm tra, kiểm soát, cấp xử lý vi phạm vào để đại ngành chức năng, mọc công an, bộ đội biên phòng, lực lượng hải quan kiểm tra bởi đại đồng hàng đại khai quát biên giới khẩu tỉnh, cùng bộ đại đồng hàng đại khai chút đã tăng tỉnh. Lực lượng quản lý thị trường cũng đã tắt óc chương trình kiểm tra chuyên đề, chạy buôn khai đại đồng hàng đại thị trường mới bị tem, nhãn mát mới bị lạc giá khai. Và chạy đi bạc việc buôn khai để đóng hàng giả. Các hàng hóa đưa lưu thông trên thị trường
phải có các cái điều kiện như tem, nhãn phụ, hàng hóa được bán phải niêm yết giá. Có thể đần đợi thời gian quá, phải vận động cân Việt Nam, ưu tiên dùng hàng Việt Nam chúng đã tăng tỉnh, vấn đề đại cơ quan đơn vị, đại quyền đa tỉnh, ông còn hạnh đầy mẹc. Nhất là việc lên cháo bằng đại cách thắng cảnh, phải có phần chuyên tố chân kỳ của cán bộ của một cân dân được việc tròn thử để đồng hàng để Việt Nam hẹn ốc. Hạt chuyên tố chân kỳ trách nhiệm của mùi cân thử, cùng một dư đầy hà và khai quản hành kinh cũng đã đơn sản xuất chế biến tại đơn phân phối, đáp ứng đầy mẹc hơn chợ ái của thị trường cùng bỏ của cân thử. Khăn này dù tiếp ất huyện thành phố đa tỉnh đã mi ti khai hàng Việt Nam, lai hỏng hàng chiên khai để đồng hàng mi tiền cũng đại quyền thành phố đa tỉnh. Trưng bày sản phẩm của em thì chỉ chủ yếu là bán hàng của địa phương mình ạ. Và cái thứ nhất là hỏng hàng trưng bày này cũng bọn quẩy, chủ yếu khai để đồng hàng cũng quyền, mong ngọt thẳng, chè. Tốt, ví dụ như chẳng hạn như là mật ong, đấy, chè. Đối với hệ thống siêu thị Vinmark bên em ấy, thì trong tình hình diễn biến dịch rất là phức tạp, thì ở một số tỉnh thì đối với tới đây siêu thị của Vinmart đã điều kiện dịch bệnh ban quản phức tạp, lại siêu thị đã bị kế hoạch đặt thử để đồng hàng thiết yếu mỗi tuần nhập mà tham bày đến nửa để nhập ba khẩu đai văn mò thứ tham thứ hạ thứ chất nhằng đại đồng khác để nhập mà khẩu văn thứ thòn thứ thí thứ sốc. Vinmart lúc giờ cũng cố gắng thắm đây bạc mua đầy đồng hàng cấp đảm bảo về chất lượng và khai hàng cần thử để những cái lượng hàng hóa về đầy đủ, chất lượng tốt nhất để đem tới tay người tiêu dùng. Và cái nhiệm vụ trọng tâm là chúng ta tập trung triển khai thực hiện tốt cái chỉ thị của việc hành công khẩn này để hết đi các chỉ thị của ban bí thư mới tăng cường và đình trọng quốc đảng để bài vận động này. Kế hoạch bác nâng cầu tiếp ất của Ủy ban Nhân dân tỉnh mưa ao cộng hành lên chào của chính phủ để việc khai quảng thị trường đoàn nước gắn đời bài vận động này. Nhằm đến tỉnh để tập trung khẩu đại đồng hàng bi tiền của tỉnh và chính phủ quảng thân bạn bè đoàn nước cùng bỏ đại được tán. Từ hẳn từng và khai quảng thị trường cùng một khai quảng phát triển sản xuất cho đất tỉnh. Tạo điều kiện để chúng ta quảng cáo giới thiệu hàng hóa của tỉnh chúng ta. Bày về vận động văn cang đầy mẹ hơn, các phần thói quen đã trang kỳ của một cán bộ đảng viên cùng một cân dân. Để việc kiện toàn bởi tổ chức bộ máy ban chỉ đạo lai cấp, việc đình cháo kiểm tra giám sát chủ đại quyền lại cơ quan đơn vị mở hành bày vận động là việc rõ quan trọng. Quá này, về lần bê quảng thần đại doanh nghiệp cùng bỏ cân sản xuất đại đồng hàng Việt, ao thung chất lượng tiền của đại đồng hàng mình lên cạnh tranh. Ở đồng, đồng viên tăng các cân sản phát huy tinh thần đếp nước, ý chí tự lực tự cường, tự tôn dân tộc của mỗi cân Việt Nam. Xây dựng văn hóa, ưu tiên tham tử đại đồng hàng của Việt Nam. Nhân đề toàn hành đi bạc bài vận động, cân Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, gắn đề đại phong trào thi đua đếp nước, lại bài vận động, đại mặt trận tổ quốc phát động, góp phần ổn định, phát triển kinh tế đa tỉnh.